Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngày 28 tháng 3, các đại biểu thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 3 góp phần thúc đẩy sự phối hợp bảo vệ đường biên giới hòa bình hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế. Nâng cao kỹ năng sống cho trẻ thông qua giáo dục trải nghiệm, phương pháp đang dần được chú ý đến nhiều hơn tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, bước sang tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ngày 28 tháng 3, các đại biểu dành một ngày làm việc ở hội trường để thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cụm từ món nợ với cử tri đã được khá nhiều đại biểu nhắc tới. Không thể phủ nhận Quốc hội khóa 13 đã đạt được những bước tiến ý nghĩa trong cả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Song càng đến cuối phiên họp, các đại biểu đã đi thẳng vào những bất cập còn tồn tại, đồng thời phân tích những nguyên nhân của những bất cập đó. Và một trong những trăn trở được nhiều đại biểu bày tỏ là trong hoạt động lập pháp. Ban hành luật, nhưng chúng ta còn một số luật là chất lượng của chúng ta là chưa cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội cũng như là dân trí của Việt Nam. Tôi nói ví dụ, luật chính sách của chúng ta ban hành ra nhưng mà không có nguồn lực thực hiện và gây bức xúc cho xã hội và cho nhiều cử tri. Chúng ta xây dựng được rất nhiều luật pháp, có thể nói là một rừng luật. Nhưng vì sao tình hình là vẫn phức tạp, vẫn khó khăn? Điều đó chứng tỏ rằng vẫn còn rất nhiều luật của chúng ta là không đi vào cuộc sống, không gắn bó với thực tiễn. Thế chính vì vậy mà chúng ta ban hành luật thì cái giá trị thực tiễn của nó là không có. Việc ban hành luật nhưng trong đó có nhiều điều khoản chưa cụ thể dẫn đến luật phải chờ nghị định chờ thông tư hướng dẫn đã tạo ra khoảng trống pháp luật, tạo cơ hội cho hiện tượng lách luật, từ đó dẫn đến việc nhờn luật và cuối cùng là làm giảm tính thượng tôn pháp luật. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được tăng cường, đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt, hoạt động giám sát của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ và hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã có không ít những gửi gắm của các đại biểu Quốc hội khóa 13 dành cho các đại biểu Quốc hội khóa tới đây trong việc nâng cao chất lượng giám sát. Qua kế hoạch là phải giải trình. Thế thì làm sao mà đại biểu có thông tin cơ sở được? Thực tế là qua giám sát là gần như là không khen ai và cũng không chê ai, không ai bị kỷ luật qua cái hoạt động giám sát của Quốc hội. Và điều này thì để rồi Quốc hội khóa tới thì làm sao khắc phục được cái này? Thấy những cái tồn tại thì phải phê bình, cái làm tốt thì có khen. Nếu ta giám sát vấn đề khiếu nại của dân thì chúng ta nên trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, chứ không phải chỉ nghe cái cơ quan mà nhà nước báo cáo. Nếu chúng ta trực tiếp đối thoại từng việc cụ thể như vậy, chúng ta cả ban dân nguyện, nếu làm được việc như vậy, tôi xin thật nhiều vụ việc tôi kiến nghị nên cụ thể, nhưng mà chúng ta thích, xin lỗi, là giám sát chung mà không có đi cụ thể. Thì những vấn đề như vậy tôi nghĩ rằng nên rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau. 5 năm, 11 kỳ họp, mỗi kỳ họp thường kéo dài trên một tháng với một khối lượng công việc đồ sộ. Khó có thể kể hết những kết quả mà Quốc hội khóa 13 đã làm được trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Có thể những ý kiến tâm huyết ngày hôm nay ở Quốc hội sẽ có tác động tới chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa 14 và các khóa tiếp theo. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng Lào Sổm Sa Vạt Lệnh Sa Vạt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong các cuộc tiếp song phương, lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam đều nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, hai dân tộc ngày càng tốt đẹp. Trong tổng thể quan hệ toàn diện giữa hai đất nước, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương có ý nghĩa hết sức quan trọng và tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Bên cạnh những thành quả đạt được thì quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Lào vẫn còn một số tồn tại vướng mắc. Do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp, hợp tác, tháo gỡ để thúc đẩy và đưa nhiều công trình dự án vào hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Về phần mình, Phó Thủ tướng Sổm Sa Vạt Lệnh Sa Vạt cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào hết sức cảm kích trước sự giúp đỡ ngày càng tăng của Việt Nam
giúp Lào vượt qua trở ngại trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều khó khăn, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để các bộ ngành địa phương của Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tới Lạng Sơn tham dự và đồng chủ trì khai mạc chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, bảo vệ đường biên giới, hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung nói riêng và giữa Trung Quốc-ASEAN nói chung không ngừng phát triển. Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc đánh giá cao sự hợp tác, giao lưu giữa các địa phương vùng biên giới Việt-Trung tạo cơ sở vững chắc để hai nước phát triển. Sau bài phát biểu, các tiết mục giao lưu văn hóa đặc sắc cũng đã được trình diễn chào mừng các đại biểu về dự chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3. Trong ngày 29 tháng 3, đoàn đại biểu quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp chứng kiến tuần tra chung và tham gia lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung. Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 3, Thiếu tướng Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam đã có buổi gặp và làm việc với Đô đốc Thia Vinh, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia. Đây là hoạt động của đoàn Hải quân Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3. Thời gian qua, quân chủng hải quân hai nước đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp tuần tra chung trên biển và đã đạt được kết quả rất tích cực. Hai bên đã kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vùng biển giáp danh hai nước làm ăn sinh sống. Thiếu tướng Phan Hoài Nam cho biết, quân chủng Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Hải quân Hoàng gia Campuchia trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa kỹ thuật theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí. Đô đốc Thia Vinh khẳng định, quân Hải quân Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hải quân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Sáng ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự lễ khởi công nâng cấp quốc lộ 21 từ thành phố Tà Khao, tỉnh Khanda đến cửa khẩu Chare Thom, phía Việt Nam là cửa khẩu Long Bình của tỉnh An Giang. Quốc lộ 21 của Campuchia dài hơn 63 km, đây là tuyến đường kết nối với quốc lộ 91C của Việt Nam trên địa phận tỉnh An Giang. Hiện cây cầu Long Bình do chính phủ hai nước hợp tác xây dựng để kết nối hai tuyến đường này sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 8 tới đây. Dự án nâng cấp quốc lộ 21 được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn là 64 triệu đô la Mỹ. Mặt đường sẽ được mở rộng từ 10 mét như hiện nay lên 21 mét. Thời gian thi công trong vòng 36 tháng, cả hai đơn vị thi công và giám sát đều là của phía Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành, đây là con đường ngắn nhất đi từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia tới biên giới Việt Nam, có thể rút ngắn khoảng 50 km so với tuyến đường qua cửa khẩu Tịnh Biên như hiện nay. Khái niệm thành phố thông minh đã trở nên phổ biến bởi nhiều thành phố lớn trên thế giới đã tìm cách áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sống của cư dân. Trước áp lực đô thị phát triển quá nhanh trong những năm gần đây, dù nhận thấy trong lợi ích từ việc xây dựng thành phố thông minh, song để thực hiện lại không hề đơn giản. Đây là một trong những đánh giá được đưa ra tại Hội thảo quốc tế Thành phố thông minh Smart City vào sáng ngày 28 tháng 3 tại thành phố mới Bình Dương, địa phương đang có định hướng xây dựng thành phố thông minh. Gian đèn này thì có nhiều chế độ ánh sáng, nó sẽ điều chỉnh theo ánh sáng tự nhiên và từ đó có thể tiết kiệm năng lượng cho cả một thành phố. Đây chỉ là một trong nhiều giải pháp mà thành phố thông minh Bình Dương có thể áp dụng trong thời gian tới. Và điều này hứa hẹn sẽ mang lại một sự thay đổi lớn cho thành phố này. Ngoài nhiều giải pháp công nghệ được triển lãm, trong khuôn khổ hội nghị xây dựng thành phố thông minh đã đưa ra được những định hướng chiến lược lớn của Bình Dương trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. Trên cơ sở là khoa học, công nghệ, rồi là thông tin, viễn thông. Tuy nhiên cái chính là cái xây dựng cái nếp sống và cái nâng cao cái mức sống của người dân để bảo đảm cho nó trở thành một cái thành phố xanh, thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống. Đối với Bình Dương, những cái cơ sở giáo dục và đào tạo nó cũng hình thành bước đầu cũng rất là quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên thì
đối với những cái yêu cầu của những doanh nghiệp mà họ đã đầu tư đây, cũng như những doanh nghiệp mà cơ hội, thì không phải nói rằng một cái sự khoảng cách còn rất là xa. Tỷ trọng ngành công nghiệp rất cao trong cơ cấu phát triển của Bình Dương. Chính vì vậy, với định hướng của thành phố thông minh cần phải thay thế công nghiệp lạc hậu, thâm dụng lao động bằng một nền sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đổi mới và sáng tạo. Chúng tôi đã thực hiện mô hình ba nhà thành công và sẵn sàng chia sẻ với Bình Dương là nhà doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chính phủ. Nhà chức trách hỗ trợ quá trình đổi mới thông qua kinh phí của nhà nước hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Hợp tác chặt chẽ ba yếu tố này sẽ tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo. Bình Dương đã đặt ra mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Với hệ thống hạ tầng khá phát triển, lại đang trong quá trình kết nối mạnh mẽ với các thành phố vệ tinh, cũng như các vùng kinh tế trọng điểm, sẽ giúp việc xây dựng thành phố thông minh thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của bản tin, đoàn thể xã hội chung tay giúp người dân vùng hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long vượt qua khó khăn. Khai mạc Festival Văn hóa Lụa Việt Nam Châu Á 2016 nhằm kết nối với các nghệ nhân của làng lụa nổi tiếng trên thế giới. Sáng ngày 28 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn nhận định tình hình El Nino 2016, diễn đàn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Phòng tránh Thiên tai Châu Á phối hợp tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Hạn hán và xâm nhập mặn là một trong những chủ đề chính tại diễn đàn. Theo các đại biểu, thì tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên chưa có dấu hiệu cải thiện trong thời gian tới. Tháng 4 sẽ là tháng đặc biệt nguy hiểm về khô hạn và xâm nhập mặn. Theo dự báo, nhiệt độ năm nay sẽ cao hơn trung bình hàng năm từ 1,5 đến 2 độ C. Tháng nắng nóng cao điểm là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tập trung ở các tỉnh phía Nam. Tổng lượng mưa tiếp tục thiếu hụt 20-40%, trong đó miền Trung Bộ và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, có khu vực có thể lên tới 80%. Khô hạn và xâm nhập mặn đã khiến cho hàng trăm hàng ngàn hộ dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước ngọt sinh hoạt, hơn 200.000 hecta lúa gần như mất trắng. Và trong cơn đại hạn xâm nhập mặn lịch sử này thì cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã xuất hiện những tấm lòng hảo tâm, đoàn thể xã hội chung sức giúp bà con vượt qua khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bến Tre, một trong những địa phương chịu hạn mặn nặng nề nhất. Năm công đất lúa gần 3 tháng chăm sóc của ông Nguyễn Văn Lớn bị mất trắng. Ước tính ông bị lỗ hơn 7 triệu đồng. Xót của, lão nông này mướn người thu hoạch rơm cho bò ăn. Nhưng phần lớn rơm cũng đã bị thâm đen, nhiễm mặn. Trước đây, những cây rơm này chỉ cần rút xuống là có thể cho bò ăn. Nhưng hiện nay thì đã khác. Cái năm 2016 này là trước khi cho ăn thì không phơi nó không ăn. Phơi xong, phơi nắng cho nó khô ráo đàng hoàng vô nó mới ăn. Vì nó có cái độ mặn đâu đó. Nó có cái độ mặn rồi cái độ phèn, từ đó mà nó không ăn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre, toàn bộ 164 xã phường trên địa bàn tỉnh đã bị mặn bủa vây. Gần 100.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, hơn 20.000 hecta lúa mất trắng, hàng ngàn hecta cây ăn trái giảm năng suất, 150.000 con bò thiếu nước uống. Trước khó khăn quá lớn của người dân, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho bà con. Hôm qua, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí đã tổ chức tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do hạn mặn tại huyện Ba Tri. Rất là quý, có phân đã vụ tới, thì có xăng dầu đã mình chạy vụ tới nó rất là nhiều, rất là giúp đỡ cho người dân nghèo rất là nhiều. Dạ, tái sản xuất nha. Dạ, tái sản xuất là vụ sau, hy vọng là vụ sau sẽ khá hơn. Sẽ hỗ trợ cho bà con để mà mua các nguyên liệu để phục vụ cho cái việc chống hạn cũng như là phục vụ bơm tưới nước về phục vụ chăn nuôi cũng như là sinh hoạt. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà lúa bị nhiễm mặn để làm sao để giúp cho bà con vượt qua những khó khăn trong cái thời điểm trước mắt. Bến Tre là một trong 8 tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long đã công bố thiên tai. Ba Tri là huyện ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn. Ngoài việc gấp rút thống kê tỷ lệ thiệt hại để sớm hỗ trợ bà con tái sản xuất, địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Huyện cũng là dùng cái ngân sách của địa phương để là hỗ trợ cho những cái hộ nghèo khó khăn trước mắt về nước sinh hoạt để bà con có điều kiện để có nước để là sinh hoạt trong cái thời gian này.
đồng thời là cũng vận động kêu gọi các cái đơn vị, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đến hỗ trợ cho Ba Tri, đặc biệt là giúp đỡ cho bà con về cái nước sinh hoạt, hỗ trợ cái tiền nước sinh hoạt trong cái thời gian vừa qua. Trong cơn đại hạn, người dân tận dụng tất cả những gì có thể. Người đàn ông này đang mót những bụi cỏ xanh ít ỏi còn sót lại trước khi bị thiêu rụi bởi nắng hạn. Cuộc sống người dân vô cùng khó khăn. Sự tiếp sức kịp thời của các đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm lúc này sẽ là động lực giúp người dân vượt qua những thử thách của thiên tai, ổn định sản xuất. Điều đó còn thể hiện giá trị nhân văn, lòng vị tha của dân tộc Việt Nam, nhất là những lúc khó khăn. Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới và ước tính số người già tại Việt Nam trên 65 tuổi sẽ tăng lên 18 triệu người vào năm 2040, tức là chiếm tới 18% dân số của Việt Nam. Điều này sẽ đặt ra những thách thức về thiếu hụt nguồn lao động, áp lực lên ngân sách và nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già gia tăng trong tương lai. Đây là một số điểm chính trong báo cáo Sống lâu và thịnh vượng, hiện tượng già hóa tại Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới công bố vào chiều ngày 28 tháng 3 tại Hà Nội. Trình bày của đại diện Ngân hàng Thế giới cho thấy, nếu các quốc gia phát triển như Pháp, Mỹ phải mất tới 115 năm và 69 năm khi chuyển tiếp từ xã hội già hóa sang xã hội già, thì với Việt Nam, khoảng thời gian này chỉ còn 18 năm, tức là tốc độ già hóa rất nhanh. Để giải quyết thách thức về già hóa dân số, chuyên gia Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam áp dụng một số biện pháp như là nâng cao độ tuổi tham gia lao động, mở rộng hệ thống hưu trí để bao phủ thêm phần lớn dân số, định hướng lại hệ thống chăm sóc y tế và cần phải phát triển các chính sách tài chính công cho công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài của người già. Một số chuyên gia cũng đề xuất mô hình câu lạc bộ cộng đồng tự giúp nhau tại địa phương hướng tới một sự già hóa chủ động, khỏe mạnh và thịnh vượng. Giáo dục trải nghiệm là một phương pháp rèn luyện kỹ năng hiệu quả dành cho trẻ em đã được các nước có nền giáo dục tiên tiến như là Mỹ, Australia hay là Singapore áp dụng. Tại Việt Nam thì phương pháp này cũng đang dần được chú ý đến nhiều hơn vì những lợi ích của nó cho trẻ con, nhất là trong môi trường thành thị. Những lớp học như thế này chính là môi trường tốt để nâng cao kỹ năng sống của những công dân tương lai của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây là một buổi trải nghiệm nghề nghiệp dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 đến 12 với chủ đề là học làm thợ thủ công. Các bạn nhỏ này đang học cách làm chuột vả nhồi cát ướp hương quế. Nhưng điều đặc biệt là người hướng dẫn cho các em là một người khiếm thính. Em chị biết làm, chị cũng rất là nhiệt tình. Thế nên là mặc dù chị bị khiếm thính nên chị cũng vẫn hướng dẫn được những người bình thường làm những đồ mà chị biết. Trước khi bắt tay vào học làm thủ công, các bạn nhỏ cũng đã được tập làm quen với một vài ký hiệu đơn giản, tập đọc khẩu hình người đối diện và chơi một số trò chơi đồng cảm. Khuyến khích tương tác giữa trẻ em và người khuyết tật là một nội dung quan trọng tại buổi trải nghiệm này. Cái hoạt động ngày hôm nay thì là cơ hội các con chơi nhưng các con được học để hiểu hơn về cộng đồng người khiếm thính, về một cộng đồng khác với mình. Các con cũng sẽ có cái sự đồng cảm và có thêm một cái cách nhìn mới và một kỹ năng mới trong cuộc sống. Hòa nhập với những cộng đồng khác biệt, kết nối để cùng phát triển là những yêu cầu tất yếu của quá trình hội nhập. Chính vì vậy, bên cạnh những chương trình đào tạo kỹ năng sống đang rất phổ biến trong các nhà trường phổ thông, các tổ chức xã hội và gia đình cũng quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động giáo dục trải nghiệm. Có thể kể đến như Trại hè Hà Nội của Trung tâm Giáo dục và Phát triển hay Hè phiêu lưu ký của Công ty Cổ phần Phát triển Thế hệ Trẻ đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tham gia trong nhiều năm qua. Ước tính trong dịp hè năm nay sẽ có hàng ngàn lớp học kỹ năng sống như thế này được tổ chức trên địa bàn Hà Nội cho trẻ em ở độ tuổi 6 đến 14. Một tin vui dành cho người lao động và học sinh Việt Nam muốn lấy các chứng chỉ ngoại ngữ để học tập và làm việc ở châu Âu, đó là Việt Nam đã bắt đầu có trung tâm được cấp phép tổ chức thi và cấp các chứng chỉ tiếng Đức WIDAP ngay tại Hà Nội. Lễ ký kết và cấp bằng chứng nhận vừa được diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 3. Sau 3 năm theo dõi hoạt động đào tạo, Cơ quan Kiểm tra và Đào tạo Ngôn ngữ Quốc tế LTS đã tổ chức thi đánh giá chất lượng giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ CHAPI tại Việt Nam. Với kết quả 100% đạt chỉ tiêu, Trung tâm Ngoại ngữ CHAPI đã chính thức được cấp phép tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Đức WIDAP.
Đây là lần đầu tiên một trung tâm ngoại ngữ Việt Nam được cấp phép tổ chức thi lấy chứng chỉ quốc tế QIDAC hay TOEIC, TOEFL và IELTS. Chứng chỉ do Hiệp thương Cộng hòa Liên bang Đức và Pháp xây dựng, được Hội đồng Chung châu Âu chấp nhận. Đây là các bằng chứng nhận khả năng ngôn ngữ đạt chuẩn dành cho đơn xin học tập, làm việc và nhập tịch Đức. Ngôn ngữ là chìa khóa để hội nhập ở nước ngoài. Việc thi lấy chứng chỉ ngay tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên và người lao động. Đây cũng là cơ hội mở đối với nhu cầu quốc tế hóa lực lượng lao động đầy tiềm năng của Việt Nam. Ngày 28 tháng 3, Festival Văn hóa Tơ lụa Việt Nam châu Á 2016 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hơn 70 đại biểu đến từ 9 quốc gia có nền tơ lụa nổi tiếng thế giới gồm Trung Quốc, Ý, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Myanmar đã tham gia festival. Với chủ đề đưa tơ lụa trở lại với đời sống hiện đại, Festival Văn hóa Tơ lụa Việt Nam châu Á 2016 bao gồm hai nội dung chính: khôi phục nét văn hóa truyền thống của lụa Việt và con đường tơ lụa đi vào đời sống hiện đại. Tất cả các cuộc trình diễn đều được phối hợp với nghệ nhân các làng nghề, trình diễn hình ảnh và sản phẩm thật thông qua các hoạt động giao lưu kết nối với các nghệ nhân của các làng lụa nổi tiếng trên thế giới. Festival được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện chiến lược bảo tồn và phát triển nghề văn hóa truyền thống, là dấu mốc quan trọng góp phần làm phong phú hơn cho du lịch Hội An và gia tăng tiềm năng cơ hội hợp tác giữa các làng nghề truyền thống của Việt Nam với quốc tế. Còn bây giờ, trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong show diễn thời trang của nhà thiết kế gốc Việt Jessica Minh Anh. Show diễn này nằm trong khuôn khổ chương trình This Spring Fashion Show 2016 vừa diễn ra tại Australia. Và độc đáo ở chỗ, màn trình diễn này diễn ra ngay trên boong của con tàu khổng lồ Costa Luminosa ngoài vịnh Sydney. Jessica Minh Anh vừa công bố những hình ảnh ấn tượng trong show diễn thời trang J-Spring Fashion Show 2016 trên boong tàu khổng lồ Costa Luminosa tại Sydney. Khung cảnh hoành tráng của tòa nhà Opera và cầu Sydney Harbour đã giúp màn trình diễn của người mẫu tài năng này thêm phần nổi bật và gây ấn tượng mạnh cho đông đảo công chúng yêu thời trang. J-Spring Fashion Show giới thiệu các bộ sưu tập thời trang cao cấp haute couture, thời trang ứng dụng từ 4 châu lục. Show diễn này tiếp tục khẳng định tên tuổi và tài năng của cô gái Việt trong ngành công nghiệp thời trang thế giới. Với những ý tưởng sáng tạo và táo bạo, các chương trình thời trang mà Jessica Minh Anh tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của giới báo chí và giới chuyên môn thế giới. Và J-Spring Fashion Show 2016 vừa diễn ra là một trong những show diễn đặc biệt như vậy. Một lần nữa, Jessica Minh Anh lại chinh phục làng thời trang toàn cầu với tư duy khác biệt của mình. Jessica Minh Anh là niềm tự hào của ngành thời trang Việt Nam. Cô được biết đến là người mẫu, nhà thiết kế, nhà tổ chức sản xuất của các chương trình thời trang nổi bật toàn cầu như sản diễn cao nhất thế giới tại hẻm núi Grand Canyon nước Mỹ và tháp Eiffel của Pháp. Và những hình ảnh ấn tượng vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.